Dạ vâng, em xin chào quý anh chị đã quay trở lại với kênh Bất Động Sản Đắk Lắc. Hôm nay em xin giới thiệu đến quý anh chị một lô đất thổ cư với diện tích là khoảng 5 000 m vuông như quý anh chị. Bề mặt tiền đường mà em đang quay đây thì nó dài khoảng 56 m và sâu vào bên trong là 100 m như quý anh chị, khoảng 5 sào. Đó, cái lô cao su đây em đang quay đây nha quý anh chị. Đó, từ đây mà xuống dưới bên kia là 100 m mà sang tới mặt đường bên kia là 56 m nha quý anh chị. Đó, mặt đường bê tông, đã đổ bê tông nha quý anh chị nhá. Đường này đường uh, quy hoạch 18 m và hai xe có thể tránh nhau thoải mái nha quý anh chị. Trên đất thì uh, đang trồng uh, cao su và chuẩn bị được thu rồi nha quý anh chị. Đó, em quay video thực tế quý anh chị nhé Từ đây mà đi ra tới chợ Ủy ban rồi là trường cấp 1, cấp 2, cấp 3 thì nó chỉ vòn vẹn khoảng một cây số thôi nha quý anh chị đó đường rất là đẹp đường không bao giờ bị lầy lộ như quý anh chị đó đường đã trải bê tông và hai xe lớn thì có thể tránh nhau như quý anh chị nhé và giá bán của lô đất này là 12 triệu trên một mét ngang nha quý anh chị 12 triệu trên một mét ngang mà nhân với lại giá nhân với lại năm sáu như quý anh chị nhé thì uh, nó nằm đâu đó khoảng sáu trăm rưỡi lại thôi quý anh chị đó, một vườn cao su đổ, uh, vườn cao su rất là đẹp Đó, quý anh chị thấy không Đó, điện cáp quang internet đầy đủ như quý anh chị nhé xung quanh thì người dân ở khá là đông đúc rồi thì uh, quý anh chị nào có nhu cầu mua cái lô đất này thì uh, liên hệ tới số điện thoại em có để trên tiêu đề nha quý anh chị nhé một lô đất rất là đẹp đường thì đã trải bê tông Đó, người dân xung quanh đây này đây đã xây nhà kiên cố nhà lớn nhé quý anh chị nhé